Thôi, xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Đây là một chiếc xe đạp đôi Bass 2P, có nghĩa là xe đạp đôi có ghế phụ chở được 3 người lớn và một trẻ em màu hồng của xe đạp đôi TP. Thì ở đây là mình đang minh họa là hai người, mỗi người là 65kg, cao 1m65 trở lên, đang tiến hành đạp. Và mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những điểm lợi thế và điểm mạnh độc quyền của Bass 2P, có nghĩa là quý vị hãy nhìn đây là cái bộ dò dĩa. Bộ dò dĩa này là hai người đạp tự do, ví dụ như người phía trước đạp thì người phía sau vẫn để chân ở bàn đạp pedal rất là bình thường, không cần phải đạp và lực nó vẫn rất là nhẹ. Và khi người phía trước dừng thì người phía sau đạp tự do, có nghĩa là cái việc đạp của dò dĩa trước và dò dĩa sau nó không có lệ thuộc vào nhau. Một người đạp một người bị mệt, hoặc là hai người cùng đạp thì nó lại càng nhẹ và đạp rất là nhẹ nhàng. Phía sau là có cái yên dựa lên cũng rất là thoải mái. Đó là điểm đặc biệt, là điểm lợi thế duy nhất độc quyền ở Bass 2P chỉ có, đó là bộ dò dĩa đạp rất là thoải mái và rất là nhẹ nhàng. Và quý vị hãy tậu cho mình một chiếc Bass 2P để mà cùng thưởng thức cái sự nhẹ nhàng, tiện nghi và tuyệt vời của xe đạp đôi Bass nha. Và sau đây là chúng tôi sẽ tiến hành là đạp demo thử ở ngoài đường thật cho quý vị và các bạn cùng theo dõi ạ.